Rồi, hả, xin chào bạn mình là Trần ha. Clip các bạn đang xem đó là cái quá trình mình sẽ đóng 1 kg cá koi loại 1 kg từ 5 cho đến 7 con, kích thước mỗi con sẽ là 20 cm, về Trà Vinh cho anh Khánh ha các bạn. Rất là cảm ơn anh Khánh đã ủng hộ lần đầu tiên cái lô cá này ở bên mình. 1 kg như thế này sẽ là 400 canh. 1 kg sẽ được tầm cỡ khoảng từ 5 cho đến 7 con, kích thước mỗi con sẽ tầm cỡ khoảng từ 20 cho đến 23 cm ha. Cá bên mình giao tất cả các tỉnh thành luôn các bạn. Thì đây là mình sẽ khuyến mãi tặng thêm cho anh Khánh thêm một con nữa cho coi như là lần đầu tiên, món quà mà anh Khánh ủng hộ cá bên mình ha. Thì cá khi mà vận chuyển về Trà Vinh sẽ được đóng vào trong hai lớp bao, sau đó sẽ bỏ vào trong thùng xốp và vận chuyển ra nhà xe. Xe để đi trong tầm cỡ khoảng từ 4 cho đến 5 tiếng là tới Trà Vinh ha các bạn. Cá bên mình giao tất cả các tỉnh thành, và các bạn nào yêu thích cái dòng cá koi ở bên mình từ to cho đến nhỏ thì cứ liên hệ với mình theo số trên avatar góc bên tay phải màn hình. Cá bên mình các bạn nhận cá cứ mở thùng cá quay clip lại, nếu có vấn đề rủi ro hoặc có tổn thất hao hụt gì cứ gửi clip qua bên mình sẽ đền cho các bạn lô cá mới tương tự như vậy. Cho nên các bạn cứ yên tâm đối với các bạn ở tỉnh ha. Còn đối với các bạn ở Sài Gòn thì cứ tới tận nơi lựa tận tay trực tiếp thoải mái vô tư, không có vấn đề gì cả. Rồi, cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào những cái lô cá vào thứ 5 tuần này. Cá bên mình sẽ về liên tục từ size nhỏ cho đến size lớn rất là nhiều luôn. Và cá này cần oxy và máy lọc nước nha. Cho nên bạn nào mà chuẩn bị nuôi dòng cá này thì phải cân nhắc tìm hiểu cho kỹ. Cá cần hệ thống lọc nước tốt và hệ thống oxy thật là dồi dào thì con cá mới sung mới khỏe được. Rồi, thì đây là cái con xe chiến của mình để mình có thể gửi cái thùng cá này ra nhà xe ra. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hẹn gặp lại.